Những lời này trước đây Ba vị thầy của tôi đều có vậy Đều khuyên tôi phải chú trọng Vì khi tôi mới học Phật Là triết học với thầy Phương Cũng nghiên cứu nó như một loại học vấn chỉ thích kinh luận còn lơ là đối với giới luật không quan tâm đến ở đây có một quan niệm sai lầm rất lớn cho rằng giới luật là quy phạm cuộc sống đức thế tôn định ra giới luật này là ba ngàn năm trước mà là ở Ấn Độ Quy phạm cuộc sống của Ấn Độ cổ Ba ngàn năm trước Chúng ta học làm gì? Vì thế chúng tôi không thể tiếp thu được Chúng tôi là người thời hiện đại Lại là người Á Đông Quy phạm cuộc sống của chúng ta Là do thánh hiền người phương đông đặt ra Cũng còn may Chính là tôi không phản đối Vì ngủ luôn ngủ thường Tự dùy bạc được Tôi vẫn xuyên năng học tập Nhưng đối với giới luật Phật Pháp Đó là của người Ấn Độ Đặc biệt là thứ của người Ấn Độ Ba ngàn năm trước Chúng tôi không cần thiết học những điều này Chương gia đại sư nhận ra điều này Biết rằng không dễ gì sửa đổi quan niệm này của tôi Nên đại sư dùng phương tiện thiện xảo của mình Chúng tôi một tuần gặp một lần Tôi theo học với đại sư ba năm Ít nhất có một trăm tuần Mỗi lần tôi ra về Đại sư nhất định tiễn tôi ra cửa Nhẹ nhàng nói với tôi một câu Giới luật rất quan trọng Đại sư không nói nhiều cũng không khuyên bảo Chỉ nhắc một câu giới luật rất quan trọng Tôi nghe hoài quen tai nên cũng không để ý Cứ luôn cho rằng đại sư rất chấp chặt vấn đề này cũng có thể biết không nhiều lắm đối với những gì trong hiện tại đều là chúng tôi hiểu lầm đại sư đại sư rất từ bi đến lúc đại sư viên tịch tôi mất đi người thầy hướng dẫn rất cảm động quả thiêu đại sư là ở một nơi riêng biệt khác Dựng một tòa tháp để quả thiêu đại sư Không phải lò quả thiêu thông thường Làm riêng biệt dành cho đại sư Phật sống Cam Châu chủ trì buổi đại lễ quả thiêu này Ông ở tại tháp nhỏ quả thiêu này một tuần Tôi vì bận công việc Chỉ xin nghỉ được ba ngày Và cũng ở đó ba ngày Ba ngày ba đêm đó tôi suy nghĩ Tôi theo đại sư ba năm Ông đã dạy tôi những gì Tôi phản tỉnh Đúc kết được một điều Lần phản tính này ấn tượng rất sâu Giới luật rất quan trọng Suy nghĩ gì sao đại sư phải nói câu này sau cùng tôi nghĩ ra được một đáp án những điều chúng ta suy nghĩ là pháp thế gian đây là khái niệm của tôi lễ ba đời của pháp thế gian không giống nhau ba đời là hạ thương chu không tương đồng có hưng thịnh có cải cách giống như pháp luật hiện nay mấy năm không thích hợp phải sửa đổi một lần Với luật của phật không có ai sửa đổi vẫn như vậy để nó thích hợp với đời sống hiện đại quá phải có sửa đổi chưa nghe nói có người sửa đổi ngộ ra được đạo lý gì nó là pháp xuất thế gian nó không phải là pháp thế gian khi tôi nghĩ đến điều này liền sanh khởi tâm tôn trọng giới luật nó vượt ra ngoài pháp thế gian nếu không tuân thủ chúng ta không thể vượt ra khỏi thế gian vì thế mới biết nhân giới được định nghĩ đến vấn đề này nhân định khai tuệ đây không phải pháp thế gian đệ tử quy không thể đạt được định cảm ơn thiên cũng không thể nhưng trong phật pháp như tam quy ngũ giới thập thiện đều đạt được định từ chỗ này coi như đã nhận thức rõ ràng đây là điều chương gia đại sư tận tình khuyên bảo dùng một câu đơn giản nhắc nhở tôi đại sư không nói với tôi tôi cũng không hỏi đại sư khi Đại sư Duyên Tịch Tôi ở trước tháp ông Suốt ba đêm Suy nghĩ ra được đạo lý này Do đó xin lòng kính trọng Đội giới giới luật Bắt đầu xem kinh điển giới luật Đối với tuổi trẻ Thời hiện đại Rất khó tiếp nhận